bạn có bao giờ tự hỏi mình rằng liệu chúng ta sẽ trưởng thành như thế nào nếu mà không có sự dẫn dắt của thầy cô giáo hay không? Sẽ ra sao nếu như không có những người thầy trên cuộc đời này? Sẽ thật sung sướng nếu chúng ta không cần phải làm bài tập. Sẽ thoải mái trò chuyện, vui chơi trong giờ học. Hay thậm chí là chúng ta còn không đến trường nữa. Nhưng không, với chúng tôi, trường học và thầy cô là những điều tuyệt vời mà chúng tôi luôn trân trọng. Các bạn sẽ không thể nào hình dung được cái khoảnh khắc mà các thầy, các cô lăn xả với những trò nghịch ngợm của các bạn học sinh đâu. Thầy cô luôn hài hước và biết cách làm mới những bài học. Thầy cô là một cuốn từ điển vạn năng với khối kiến thức siêu to khổng lồ. Không những thế, thầy cô giáo còn là những người bạn đồng hành, những người biết chia sẻ và thấu hiểu những câu chuyện của các bạn. Thầy cô chưa bao giờ khuất phục trước những thử thách để sáng tạo đem đến những bài giảng thú vị nhất. Vượt qua những khó khăn về dịch bệnh, về giãn cách xã hội, nhưng sinh viên chúng em vẫn được học bằng những cách khác nhau. Vẫn kịp hoàn thành các bài thi, các môn học thật chất lượng để rồi tự hào khoác lên mình chiếc áo tân khoa. Tự hào cầm trên tay bằng tốt nghiệp để tự tin bước ra thế giới. Và trải qua một năm học dài dằng dẵng vừa rồi và khó khăn nữa, chúng em cảm thấy rất là trân trọng những hy sinh của thầy cô giáo với chúng em trong suốt thời gian qua. Để rồi từ đó, những cô cậu nhóc như chúng em biết chăm chỉ hơn, nỗ lực hơn trong học tập và vững vàng hơn trong cuộc sống. Và sau cùng, điều mà chúng em muốn nói nhất chính là em cảm ơn thầy cô. Chúng em cảm ơn thầy cô rất là nhiều. Chúng em cảm ơn thầy cô.